Quý vị, Nga, Nhung, Thảo, Trường. Quý vị chắc chắn sẽ nghĩ là tôi đọc nhầm hoặc là đọc sai khi nhìn những từ trên bảng này phải không ạ? Tuy nhiên xin khẳng định tôi đọc đúng và đúng 100% nếu chiều theo bảng chữ cái cải tiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất. Bảng chữ đang bị phần đông dư luận phản ứng theo hướng tiêu cực, thậm chí là rất bức xúc phản đối. Để ghi nhận ý kiến đa chiều, phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với chính cha đẻ của công trình cải biên bảng chữ cái tiếng Việt từ 38 ký tự xuống còn 31 ký tự, cũng như là ghi nhận ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ và dư luận. 38 ký tự trong bảng chữ cái giờ rút xuống còn 31. Xóa sổ chữ cái D, thêm một số chữ Latin. Chữ cái, ký tự thay đổi, đương nhiên chữ viết cũng biến đổi. Thế nên không lạ khi một đoạn viết minh họa về luật giáo dục theo cách viết mới đã gây sốc cho nhiều người. Tuy nhiên theo tác giả Bùi Hiền, viết theo bảng chữ cái mới lại tiết kiệm được khá nhiều thời gian và giấy mực. Nếu chữ cũ thì 100 trang mà chữ mới của tôi đấy rút được hơn 90 trang thôi, còn hơn 90 trang. Như vậy tức là rút được ít ra là 8%, tôi tính rồi, 8%. Nếu như 8% số giấy của cả nước thì bạn thử tính tưởng tượng xem là nếu mà tiết kiệm được thì nó là con số như thế nào. Đấy là giấy nhé. Thì giờ nếu bạn viết một cái trang mất một tiếng, thì bây giờ bạn viết cái trang ấy chỉ có 90% của cái tiếng đó thôi. Như thì giờ bạn ít đi nhé. Theo tác giả thì ông đã mất hơn 20 năm để nghiên cứu và giải quyết những bất cập đang tồn tại trong ngôn ngữ tiếng Việt. Tại sao lại chỗ này quy u quốc sách quốc? Ở đây là cờ quốc quốc sách quốc. Rõ ràng là phi lý không? Đúng không? Tức là chữ viết không, nó không đi liền với lại âm thanh. Thì một cái âm thanh mà lại hai chữ viết, hai con chữ. Đó là vô lý không? Thế thì tôi rút mất đi một cái để cái người ta học ấy, là cái âm ấy chỉ có một chữ này thôi và cái chữ này chỉ có cái âm này thôi. Vậy giới ngôn ngữ học đánh giá như thế nào về công trình nghiên cứu này? Giới ngôn ngữ học chúng tôi thì cái việc mà cái ý kiến như của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền thì là chuyện bình thường. Đấy là chưa nói, đấy là một trong những ý kiến đặt sới lại vấn đề đã quá cũ. Tôi nhớ là từ những năm đầu thế kỷ thứ 20 đã đề cập và đưa ra những phương án. Chúng ta hiện nay nếu mà chúng ta thay đổi nó sẽ đảo lộn chỗ là vậy thì hệ thống giáo dục quốc dân sẽ xử lý ra sao? Học sinh sẽ viết như thế nào? Sách giáo khoa sẽ phải sửa ra sao? Thay đổi cái hệ thống ký hiệu đó là cả một câu chuyện không dễ dàng. Không nghĩ mọi kiến nghị của ông Bùi Hiền là hợp lý và khả thi, nhưng Tiến sĩ Lương Hoài Nam trên trang cá nhân vẫn cho rằng cần phải có thêm nhiều sáng kiến nữa và của nhiều người khác nữa để tiếng Việt hoàn thiện và hội nhập. Hiện, công trình mới đang nghiên cứu về phần phụ âm. Theo tác giả Bùi Hiền, nếu sức khỏe cho phép, ông sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm phần nguyên âm và kết quả tổng thể sẽ được công bố vào tháng 3 năm sau.